Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ Trading đình nha. Hôm nay là cái phiên cuối tuần rồi, đây chat sẽ view và phân tích chỉ trường vàng cho mọi người lên cái kế hoạch trading trong ngày nhé. Đặc biệt là tất cả các cái kế hoạch này thì được đây chat định hướng vào cái video cuối tuần rồi đúng không? Là cái video livestream vào ngày cuối tuần rồi. Tuy nhiên thì khi mà đây chat quay trở lại phân tích như thế này thì bám sát thị trường hơn đúng không? ạ Từng cái con sóng và nhận định hàng ngày. Cũng mong là một các bạn có được những cái thông tin hữu ích hơn để giúp cho cái định hướng giao dịch trong ngày của các bạn sát hơn và khi xem video thì các bạn cũng nhớ đăng ký à, kênh này, bật nút à, like cũng như là chia sẻ kênh cho đối chat nhé. Ở trên trang lịch kinh tế thì mọi người thấy là ngày hôm nay á à, tin tức thì chủ yếu là gì? Tác động đến đồng đô la Mỹ, hành vi tâm lý của thị trường vào ngày cuối tuần cộng với lại cái tin về cái chỉ số dịch vụ PMI này. À, nó diễn ra vào lúc 21 giờ 21 giờ45 phút theo giờ Việt Nam nhé. À, có một cái sự đặc biệt đó là gì? Thị trường ngày hôm qua thì à, nó rơi vào cái ngày nghỉ lễ tạ ơn cho nên là nó biến động khá là yếu ớt đúng không? Ngày hôm qua ấy, phiên Mỹ ngày hôm qua nó chạy rất là bình thường Hôm qua chúng ta có live stream Thì nó chạy cũng khá là bình thường thôi Tuy nhiên thì tất cả các kịch bản mà ngày hôm qua mình đưa ra cho mọi người Kể cả lúc lâu uh, khi mà live stream Cộng với sau kết thúc live stream Thì nó đi cực kỳ chuẩn xác rồi đúng không Lát nữa thì chúng ta sẽ review nhá, Review lại cái điều đó Bây giờ này thì quay trở sang cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật đi uh, Mình sẽ phân tích trên cái biểu đồ kỹ thuật Để xem là hôm nay cuối tuần Chúng ta sẽ chơi đỉnh như thế nào rồi, bây giờ quay trở sang cái biểu đồ về chỉ số DXY. Một cái biên độ trên khung ngày của chỉ số DXY, mọi người thấy là nó đã tăng trưởng trở lại sau cái cây hammer này. Nó có hai phiên tăng trưởng khá là tốt. Ngày hôm qua thì chỉ số DXY nó điều chỉnh giảm nhẹ và nó không có biến động nhiều bởi vì ngày hôm qua thì Mỹ nghỉ lễ tạ ơn cho nên là cái biên độ của cái chỉ số DXY nó không có mạnh mẽ. Nhưng mà riêng ngày hôm nay ấy thì khi mà thị trường có hoạt động trở lại chắc nữa thì có thể là chỉ số DXY nó sẽ có cái những cái biến động mạnh hơn nhá. À, một, một cái mục tiêu hướng tới của cái chỉ số DXY đó là quay trở lại cái vùng 104.5, đây vẫn là cái đích tiếp theo. Và cái vùng giá mà Richard đã phân tích trong các cái phiên vừa rồi đây đây chính là cái vùng giá gì ạ? Tạo ra một cái đáy mới nhá, tạo ra một cái đáy mới. À, cho nên là các bạn sẽ bám sát hơn với cái biểu đồ chỉ số DXY nhé để chúng ta giao dịch. Đương nhiên là trong cái phiên Á với phiên Âu thì nó chạy rất là thuần kỹ thuật rồi Có thể nó retest quay trở lại cái vùng 1035 chẳng hạn Vì vậy thì những cái cặp tiền đuôi U trong phiên Á hoặc là sang đầu phiên Âu Các bạn có thể có những cái kịch bản đó là dạy cặp tiền đuôi U Thì các bạn có thể tìm kiếm những cơ hội mua lướt lại yeah. Đây là cái định hướng của quan điểm cá nhân của Richard Nhưng mà đây là phân tích nó cũng khá là sát luôn cho mọi người trong các cái phiên vừa rồi đúng không À, những cái cặp tiền đầu u thì các bạn có thể là ưu tiên tìm cơ hội bán xuống. Mình lấy ví dụ như là các cái cặp tiền đầu u trong đó có UZ chẳng hạn đúng không? Sau cái sóng vừa rồi thì cho mọi người là mình đã nhắc là mọi người có thể là chốt lời ở uh, tại sao lại nói cho mọi người có thể là thoát bớt được cái vị thế đi bởi vì sao? Đây nó có một cái vùng hỗ trợ khá đẹp sau khi bán được cái nhịp này. Đúng không? Sau khi bán được cái nhịp này nó khoảng hơn 400 pip và chính xác luôn là nó về cái hỗ trợ này nó đóng một cây gì Di chuyển chuồn Sau cây này thì mình có phân tích cho mọi người là Cành mùa rất là đẹp luôn Và chúng ta ăn cực kỳ đậm cái nhịp này rồi đúng không Hôm qua thì cái video phân tích cho mọi người Đó là cái ngưỡng này là cái ngưỡng của USD Nó có thể giảm quay đầu trở lại Hôm qua thì có một cái nhịp giảm đẹp đúng không Đóng nến thì co chân Nhưng mà ngày hôm nay tiếp tục các bạn thì Có thể view bán xuống nha view bán xuống chờ đợi nói chung là cái khu vực đâu đó 150 là cái khu vực mà các bạn có thể canh ngày hôm nay bán khá là ok đấy nó bán lướt sóng thôi à, đối với, với UZ nhé còn những cái cặp tiền uh, liên quan đến Z khác thì trong đó thì có cả cạc Z nữa hôm qua thì mình có cho mọi người một cái cặp không phải cạc Z không phải UZ mà là Euro GBI, đúng không ạ mua TP cực kỳ ngọt luôn đúng chưa ạ cái chiến lược ngày hôm qua mình cho mọi người uh, đây mua khá là đẹp luôn mua trong cái biên độ vùng 162.7 xuống tới 162.5 à, biên độ 20 pip và nó rất là tuyệt vời là nó khớp đủ NG sau đó là gì ạ bay đúng không ạ? Đây hôm qua là cái biểu đồ mà mình đã vẽ một cái kịch bản cho mọi người và nó khớp đủ anh đây này. Mọi người thấy không ạ? Sau khi khớp lệnh xong thì nó tăng trưởng trở lại và nó đang dương rất là đẹp rồi nhưng mà đến lúc ra tin của đồng ơ vào buổi chiều nó giật xuống một chút rồi, rồi nó tăng tiếp, tăng tiếp và chúng ta TP ít nhất là đạt được một cái TP1 là có được khoảng 50 pip đã, sau đó là tiến lên các cái ngưỡng của TP2. Đúng không? Ạ? Tăng trưởng cực kỳ đẹp rồi. Riêng đối với cặp tiền này nếu như các bạn nào mà có muốn giao dịch trong ngày hôm nay thì ưu tiên của chúng ta là sau cái cú hồi này này có thể nó sẽ có một cái nhịp giảm đấy nhá. sau một cái cú hồi mạnh này có thể một cái nhịp giảm bởi vì ở đây Chắc đã phân tích ra một cái định hướng là cái khu vực 6 163.5 nó có thể là nó sẽ có một cái nhịp quay đầu cho nên là trong cái khung giờ của ngày phiên cuối tuần ngày hôm nay thì các bạn sẽ sẽ canh cái vùng này có thể sẽ thoát uh, lệnh nếu như các bạn có lệnh buy đúng không và có thể là có những cái kịch bản nó giảm quay trở lại thì các bạn bán xuống nhá đây là với cái cặp tiền gì ạ EZ nhá Thế còn bây giờ trọng tâm nhất chính là vàng đi. Bây giờ mình sẽ view cái cậu vàng. Nhá, view cậu vàng. Trọng tâm của chúng ta chính là vàng đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ view lại cái biểu đồ vàng nha. Khung giờ M5. Đấy, cho đến là khung giờ cao hơn. Đây là cái khung giờ mà hôm qua Richard chat uh, số capping cùng với mọi người đúng không ạ? Các bạn nhớ là hôm qua chúng ta mua ở cái vùng giá 192 này đúng không ạ? À, 192 cái đây là cái biên độ hôm qua mà chúng ta mua rất là mạnh tay luôn nhưng mà thị trường nó nghỉ lễ tạ ơn nhưng mà nó chạy rất là chậm nhưng mà sau khi mà mình nghỉ nghỉ zoom á đúng không thì bắt đầu nó bay bay tuyệt vời luôn và đây chính là cái đích mà hôm qua mình đã nhận mọi người là chúng ta TP thứ nhất là cái ngưỡng TP nó quay lại cái vùng 95 thứ hai là cái điểm limit đúng không ạ hôm qua mình limit 95 thì dính luôn đây, cái lệnh này nói chung là trong lớp hôm qua thì nghỉ zoom rồi nhưng mình có gửi ảnh cho mọi người và cũng rất nhiều người ăn được cái nhịp này đúng không Đó là nhịp sau khi mà tp lệnh buy thì bắt đầu tiếp tục ăn cái lệnh sell xuống đúng không ạ hôm qua mình có up lại cái video đó nhưng mà uh, nó bị lỗi cho nên là nó chưa lên được lát nữa thì có thể mình sẽ up lại đúng không? để cho mọi người là nhận ra được những cái con sóng tại sao đi chat lại đi và chia sẻ phân tích như thế đúng không rồi sau đó là diện nó sập rất là sâu và cái ngưỡng hôm qua chúng ta chờ đợi đây có nhắc cả phiên Á sang phiên Âu thậm chí phiên Mỹ đó là mua trọng tâm chính là khu vực 190 mọi người thấy không nó về đúng cái đáy này và nó lên rất là đẹp test một lần test hai lần và nó lên cực kỳ đẹp luôn thấy chưa à, cái trong cái ngày hôm nay nhá thì Richard sẽ view trên khung D đi nhé trong ngày hôm nay chúng ta giao dịch thì mọi người thấy là hôm qua thì tiếp tục là một cái ngày nến đóng cửa À, nó là màu xanh giảm nhưng mà nó là một cái cây rút chân đúng không ạ thì phiên ngày hôm nay là phiên cuối tuần nữa thì mọi người canh cao bán tiếp cho bán tiếp xuống hôm qua lực tăng nó cũng yếu và lực giám nó cũng không có mạnh mẽ đúng không hôm nay thì tiếp tục cảnh bán xuống đâu đó thì cái vùng đỉnh 2007 2009 nó vẫn đang giữ được khá là tốt và những cái cây rút chân rất là mạnh thì các cái ngưỡng dưới ngưỡng 2.000 đi hôm nay chúng ta sẽ lướt sóng và 8 rưỡi ngày hôm nay thì Richard vẫn tiếp tục view và phân tích trên Zoom cũng như là live stream thực chiến cùng với mọi người nha. À, nhắc tất cả cô chú anh chị nếu như mà là những người có thời gian rảnh vào phiên Á, phiên Âu hay phiên Mỹ, bất kỳ bất kỳ cái phiên nào đấy thì mọi người có muốn đi theo Zoom thực chiến thì hãy đăng ký theo cái link thực chiến ở bên dưới phần mô tả của YouTube nha. Dưới đó có link đăng ký thực chiến, dưới đó có link đăng ký khóa học, dưới đó có uh, link để vào telegram đúng không ạ? các bạn cần hỗ trợ gì thì các bạn cứ đăng ký đấy. Dưới đó có link đăng ký để nếu nhận muốn nhận tài liệu các bạn đăng ký thì uh, trong tuần này có thể là từ giờ đến cuối tuần, tức là hôm nay là thứ sáu đúng không? là phiên gọi là cuối tuần giao dịch rồi nhưng mà còn thứ bảy chủ nhật nữa thì chat sẽ rảnh hơn thì có thể là sẽ dép mail lại để gửi tài liệu. Nếu như ai mà muốn tài liệu gì đó thì các bạn có thể là comment lại trực tiếp số điện thoại của đây chat thì có ghim trên kênh rồi thì đây chat sẽ gửi nha sẽ gửi cho mọi người à, cái tài liệu nếu như ai mà muốn gọi là có thêm tài liệu để mà học các bạn về một cái phương pháp nào đấy chẳng hạn. Nếu đi chat có thì chat gửi cho mọi người Ok chưa? Còn đăng ký khóa học hay là đăng ký vào zoom thực chiến thì các bạn đăng ký nó chỉ mất độ khoảng 15 phút là xong thôi thì các bạn sẽ được add vào zoom để chúng ta gọi là giao dịch cùng sát cọ sát với thị trường cộng với lại là mình chia sẻ khá là nhiều kiến thức khi mọi người zoom nữa về khung H1 thì ở đây lát nữa chúng ta sẽ thực chiến thì nó đang có một cái biên độ thu hẹp dần rồi đúng không? Một cái mục tiêu có thể là cái hướng tam giác này nó sẽ gì? Quay trở lại cái vùng 98 trong sáng buổi sáng ngày hôm nay các bạn nhé. Có thể nó quay lại được cái ngưỡng 98 thì các bạn sẽ lưu ý nhé. Nói chung là thị trường thì buổi sáng phiên Á, phiên Âu thì hôm nay nó giao dịch khá là hẹp thôi. Cho nên là riêng với cậu vàng vẫn view canh cao bán xuống ngày hôm nay. Ok chưa? Cụ thể chiến lược như thế nào thì đi chat sẽ... À, trong Zoom cũng như là có kèo thì Richard sẽ chia sẻ và bắn các kèo cho mọi người. Bây giờ thì Richard quay trở sang một số các sản phẩm khác mà trong tuần vừa rồi đây nó chạy tuyệt vời đẹp đúng không? Liên quan đến đồng USD thì trong đó có EU và GU nữa. Một cái biên độ của EU trên khung H4 à, sau khi mà nó đạt biên. Cái này là cái mà mình đã phân tích cho mọi người trong cái video livestream cuối tuần rồi, đúng không? Sau khi đạt sóng đạt biên độ thậm chí là đã nhắc lại cho mọi người trong kênh Tele rồi đạt biên độ và nó có thể giảm quay đầu trở lại các bạn canh bán xuống các bạn thấy tuyệt vời không xuống đẹp nha thứ hai nữa là cái ngày hôm qua thì là một cái vùng mà các bạn có thể là chờ đợi mua lên hôm qua thì chờ cái vùng này khá là lâu mua lên thì nó cũng có một cái nhịp giảm xuống được cái cái vùng giá này để mua nhưng mà các bạn thấy là cái biên độ mà kể cả có vào mua rồi cho nữa trên khung H1 này nó xoay quay đúng không xoay quay có lãi đấy nhưng mà nó không nhiều đâu thì nhưng mà với EU hôm nay phiên cuối tuần các bạn canh nhé canh nó hồi lên đâu đó vùng 1.093 có thể là bán lướt xuống. Hôm nay thì EU theo quan điểm của Richard là có thể nó sẽ hồi tăng rồi giảm trở lại. Mặc dù là nó sideways thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể, có thể là có được những cái những cái target tốt. Tất nhiên là những cái cặp tiền mà hôm nào mà nó chạy kiểu biến động yếu quá thì các bạn ngồi ngoài đi. và dù sao thì có muốn lướt scrapping ấy thì vàng nó biến động rất là nhanh kể cả 10, 20 pip vàng nó cũng dù sao nó cũng nhanh hơn tất cả những sản phẩm khác đúng không ạ cùng một cái mục tiêu chúng ta ngồi đầu tư thời gian với thị trường nhưng quan trọng nhất là chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận thì là ok rồi đây là về EU nha định hướng với EU này đấy nó có hai cái vùng mục tiêu kháng cự thì các bạn nhìn thấy đường kênh tam giác xu hướng đây rồi đúng không ạ nó có một cái nêm hướng lên à, nó cũng không khó để các bạn tìm ra một cái biên độ để trading đâu cái việc còn lại đó là gì? chờ đợi và quyết định vào lệnh quản trị cộng với quản trị vốn thôi. Bây giờ sang một số biểu đồ khác nữa, ngoài EU ra thì Richard sẽ view thêm cái cặp GBP USD đúng không? Cặp GU nó đi cũng khá là đồng pha với lại cặp EU bởi vì hai cái cặp này nó đi rất là gọi là giống nhau ấy. Đúng không? Thì những cái cặp tiền mà nào mà nó đi kiểu là liên quan đến USD thì các bạn sẽ lưu ý và chúng ta khi mà chúng ta giao dịch ý, thì nó cũng phải thuận thôi đây thì chắc sẽ bật cặp GBP đề nha chắc là lại nó ẩn đi đâu rồi. GBP này đây USD reset sẽ vào cái biểu đồ của Wanda đi rồi cái cú giảm này rất là tuyệt vời rồi đúng không? Và đấy chat có phân tích cho mọi người trong các cái video rồi là nó sẽ hướng gì? Nó sẽ hướng lên tiếp cận cái đường kênh xu hướng và nó giảm. Một cái vùng mục tiêu của cái đường kênh ấy mà trong cái tuần trước mình phân tích cho mọi người đó là cái vùng 1.256 đúng không? Rất là tuyệt vời nó chạm đến cái vùng này rồi nó bắt đầu nó giảm một nhịp rồi. Bây giờ test quay trở lại nó đang giảm một nhịp nữa. Những cái nhịp giảm lần tiếp theo này này nó đang yếu ớt thôi nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ không xuống đâu nha các bạn sẽ đi theo cái đường kênh nhỏ này với chat này đường kênh nhỏ này nha đó đây là một cái đường kênh nhỏ hơn tức là nó khi mà thu hẹp thì chúng ta đều có thể nhìn thấy những cái biên độ này à, riêng với GBP USD có phải hôm nay có thể canh cao vẫn cái biên độ vùng giá 1 257 các bạn có thể bán lướt xuống được nhá đấy là cặp GBP USD thế còn những cái sản phẩm khác ví dụ như là về dầu này thì các bạn thấy là cái mục tiêu của mình phân tích cho mọi người về cái sóng dầu hôm nọ thì nó giảm xuống được vùng 73 đúng không? trong cái bản word đấy chat phân tích cho mọi người là cái mục tiêu về vùng 73 các bạn có thể mua một nhịp nhưng mà nó chỉ về được cơ 73 x thôi, à, nó chưa giảm sâu là các bạn vẫn tán chờ đợi đối với sóng dầu có thể sang tuần nha. Yeah. Đặc biệt là cái đầu tháng 12 có một cuộc họp của OPEC nữa thì đến lúc đấy với sóng dầu các bạn sẽ có được những cái entry tốt hơn. Các bạn nán chờ đợi đi. Lướt sóng thì Richard cũng chả có khuyên mọi người lướt sóng bao giờ. Nhưng mà ở đây thì định hướng cho mọi người đó là diện Một cái nhịp tăng rồi thì nó sẽ có quay trở lại xác lập cái vùng này là vùng đáy. Đến lúc đấy các bạn có thể gì ạ? À, có thể có những cái entry và kế hoạch entry của mình nhưng mà cái những cái phiên mà lướt sóng thì Richard không có bán kèo lướt sóng mấy đâu nha. Rất là hiếm khi mà gọi là cho mọi người cái kèo lướt sóng mà chủ yếu là chơi đây chung với dài hạn đối với sản phẩm này thôi nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều nhá mặc dù là lướt sóng thì mình khi mà mình bắn kèo ăn khá là tuyệt vời luôn kể cả là gì những cái nhịp mà quanh vùng 80 82 8 đến 90 này, này ăn không trượt sóng nào đúng không Đó. còn bây giờ là những cái nhịp sóng cuối năm cho nên là chúng ta sẽ lán chờ đợi một cái nhịp gọi là thả phanh xả sâu một chút nữa để chúng ta có thể gom mua lại chung với dài hạn rất nhiều người đang chờ đợi cái tín hiệu này đúng không À, những người nào mà cứ chờ mua ở vùng 80 hoặc là vừa rồi 8, 90, 85 thì hơi sớm rồi Nó xuống tận 72, 73 đúng không? Nó xuống tuyệt vời như thế thì cơ hội đấy nó Quan trọng là các bạn phải có một cái kế hoạch và nán chờ đợi tức là kiên nhẫn Đó, Kiên nhẫn nhé Ok, cái video ngày hôm nay thì có lẽ là Richard sẽ tạm dừng và kết thúc ở đây thôi Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày trở nên hiệu quả nha Có những cái sản phẩm nào các bạn muốn Richard phân tích kỹ hơn nữa Thì có giàu rồi đúng không à, Thì các bạn có thể là comment trực tiếp dưới phần mô tả của Youtube Hoặc là inbox trực tiếp với Richard nhé. Đi sẽ phân tích cho mọi người bởi vì quá nhiều sản phẩm đúng không? Không thể nào mà một lúc mà có thể view hết được. Nhưng đó là những cái sản phẩm cơ bản mình phân tích đưa đến cho mọi người có một cái định hướng tổng quan cộng với lại cái sản phẩm trọng tâm nhất chúng ta có thể hiện có được những cái lợi nhuận tốt đó là vàng thôi. Bây giờ cuối video thì Đi cũng xin mọi người một cái nút sau khi xem đấy, cái nút like và chia sẻ kênh YouTube nhé. Đặc biệt là những ai muốn đăng ký vào thực chiến để lát nữa tám rưỡi chúng ta vào thì các bạn có thể đăng ký ngay dưới phần mô tả của YouTube nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.